Chào các bạn đang lắng nghe chuyên mục đính kèm số 2 từ chương trình Tiếng Hàn Không Khó, People Bằng Sùng. Gần đây thì các bạn có đang xem phim Hàn không ạ? Mình thì vốn rất thích xem phim Hàn, bây giờ thì đỡ hơn một chút rồi. Thế nhưng có một bộ phim mà mình rất là thích xem, cũng là phim đang nổi đình nổi đám hiện nay, đó là phim Hạ Cánh Nơi Anh. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một số đuôi câu và một số từ tiếng Hàn khác nhau giữa tiếng Hàn Nam và Bắc. Từ đầu tiên chúng ta có ở đây là tiếng Hàn thì nói là tôi biết rồi, chúng ta sẽ có 알겠습니다. Nhưng ở trong phim thì chúng ta có thể nghe thấy cụm từ gì ạ? 알겠습니다. 알겠습니다. Nghe rất là thú vị đúng không ạ? Và từ thứ hai chúng ta có ở đây là gì ạ? Là câu thoại điển hình của nhân vật nam chính là không có chuyện gì đâu. 일 없어. 일 없어. 일 없어. Rất là ngầu đúng không ạ? Tiếng Hàn thường hay nói là gì? 별일이 없습니다, hoặc nói tắt là 별일 없어요. Thế thì anh ấy thường hay nói là 일 없어. 일 없어. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số từ khác nhau giữa tiếng Hàn Nam và Bắc. Như từ điển hình là gì ạ? Bình thường nếu mà mình gọi là bạn Hằng thì mình sẽ gọi là gì? Ni hăng chi chẳng hạn, nếu mà mới gặp lần đầu tiên. Nhưng trong phim thì chúng ta sẽ thấy có từ thùng mù. Nhi hăng thùng ngủ. Đó, rất giống là từ đồng chí ở tiểu Việt Nam mình. Từ thứ hai mà chúng ta có là handphone, là điện thoại. Ở trong phim chúng ta nghe được từ son chòn hà. Son chòn hà là điện thoại mà cầm được ở tay đúng không ạ? Là có từ điện thoại cầm tay của họ là son chòn hà. Từ tiếp theo chúng ta có từ mẹ ở trong tiếng Hàn. Thì ở trong phim chúng ta nghe được từ ở ma nhìm. Ở mà nhìm chứ không phải là ở mo nhìm như tiếng Hàn. Có một từ mình rất là bất ngờ là từ apartu. Apartu trong tiếng Hàn là chung cư. Thì ở tiếng Bắc Hàn nó có một đặc điểm là thường là nói theo những cái từ theo cái nghĩa gốc của nó ấy, là cổ chưng salim chip. Cổ chưng, chưng ở đây là tầng, cổ là cao, cổ chưng là cao tầng, và salim chip là nhà để sống đúng không ạ? Cổ chưng salim chip được gọi hiểu là chung cư ở Bắc Hàn. Vậy là hôm nay chúng ta đã tìm hiểu một số đuôi câu và một số từ khác nhau giữa tiếng Hàn Nam và Bắc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.